Ôi ba, con mới học về. Dạ, chào con. Con mệt quá à. Đã có gì cho con ăn không? Con muốn ăn gì? Con muốn ăn xoài chua, cóc hay là gì đó. Cóc gỏi mía ghim, cái gì mà chua chua cũng được. Chua chua á? Dạ. Ba, con mệt trong người quá à. Thế à? Thấy chóng mặt, mắt ói nữa. Để, có cần ba làm gì không? Ba làm gì? Ba, con nói nghe nè. Hôm nay con thấy hả, trong người con lạ lắm luôn á. Lạ như nào? Buồn nôn nè, chóng mặt nè. Ồ. Rồi em con nghe cái mùi mà cá cá con mắc ói lắm mà con giờ không muốn ăn cơm nữa, con muốn ăn xài hay ăn cốc vậy thôi à. Với lại hả, hình như con bị bệnh nặng lắm luôn á ba. Ừ, bệnh gì? Tại vì hả, mấy tháng rồi con không có bệnh. Mà trước khi thấy mày có quen thằng nào không? Cái gì? Mày có bồ chưa? Bồ là cái gì? Ai mà có bồ? Con còn đi học mà có bồ cái gì? Mày chưa có người yêu á? Không. Mày chưa có người yêu, thế mày nói lại cho ba nghe cái chuyện lại là sao thì... Thế... Sao? Con bị bệnh đó. Bệnh gì? Thì bệnh, không bệnh thì tự nhiên hay chóng mặt, mắt ói rồi hả? Không có ăn cơm, người ta nói không có ăn cơm thì sắp chết nó. Con sợ con chết, như nè. Mà mấy tháng trời rồi. Con nói với ba rồi, mấy tháng trời con không có bị gì. Không có bị cái gì? Bị cái đấy đấy, cái con gái đấy. Bị cái đó nó bị cái của con gái đó. Thế mẹ chẳng lẽ mày có bầu à? Hả? Cái gì? Chẳng lẽ mày có bầu gì à? Có bầu hả? Cái gì nữa? Có bầu là sao? Tự nhiên sao con có bầu được? Thế tại sao mày lại không bị về lại? Không biết. Con chỉ giờ hay là ba dẫn con đi khám bác sĩ đi. Chú con sợ quá à. Ừ đúng rồi, phải đi mày đi khám bác sĩ rồi. Thôi đi khám bác sĩ đi, còn bác sĩ nói sao chứ con sợ con chết đó. Đi thôi, đi khám bác sĩ đi. Đi khám bác sĩ đi qua đây, đi qua. Đi khám bác sĩ, đi khám bác sĩ đi. Đi khám bác sĩ. Bác sĩ đâu? Dạ, con chào chú bác sĩ. Tôi trợ lý bác sĩ. Bác sĩ Phương Tinh Vân đang ở trong phòng. Dạ, cho con khám bác sĩ đi, chứ con bị bệnh nặng dữ lắm luôn á. À, cô khám hả? Dạ. Bị bệnh hả? Dạ. Dấu hiệu là con mắc ói nè, rồi thèm ăn chua nè, rồi hả, mấy tháng rồi con không có bị. Không có tới tháng hả? Dạ không. Đi vô đây. Ba ngồi đó. Cậu là gì? Mình là ba đúng của bạn rồi, này. Ba con. Rồi. Phụ huynh cứ ngồi đó nha, học sinh vô đây. Cậu gì ơi? Anh tên gì ạ? Mình tên là Đông. Anh Đông. Bé ở nhà anh là tên Ngân đúng không ạ? Đúng rồi. Năm nay bé bao nhiêu tuổi? Năm nay bé 14 tuổi. 14 tuổi. Chúng tôi vừa mới xét nghiệm cho bé xong. Với độ tuổi 14 thì chúng tôi không thể thông báo kết quả cho bé được. Bắt buộc phải thông báo với phụ huynh. Bé có thai 2 tháng rồi. Kết quả xét nghiệm thì nếu như có cần lời tư vấn nào của bác sĩ Phi Tinh Vân, hãy liên hệ trực tiếp với phòng khám của chúng tôi. Cảm ơn anh. Con ơi, mình về được rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Ba ơi, con bị gì vậy? Nhanh đi, về còn đi ăn nó bụng quá. Bụng gì nữa? Thôi, đi về, dẫn con đi ăn cái đi rồi tính sao? Tiếp đi. Này, ngồi bố mày. Không, bên đây phòng khám của người ta mà ngồi cái gì mới đi về chứ. Về. Đi nhanh lắm. Trời ơi, mệt mỏi trong người quá, cứ đi tới đi lui hoài. Ba con bị gì ba? Có bị bệnh nan y không? Bác sĩ bảo mày có bầu rồi. Hồi nãy ba cũng nói con có bầu, bác sĩ bảo con đây có này, bầu mày không... nữa. Sao có bầu được? Bây giờ con không nhìn thấy đây gì đây à? Đây đây. Có bầu. Xét kết quả xét nghiệm con có bầu bây giờ. Bây giờ. Có bầu là có làm sao? Có bầu là làm sao? Có bầu là có chửa ấy. Có thai ấy. Thế bây giờ bố hỏi mày nhá. Thế bây giờ. Là có em bé hả? Có em bé rồi. Sao không có em bé được? Cái kết quả xét nghiệm đây rồi mày còn cãi ba mày nữa à? Sao mày buồn cười thế? Nhưng mà em bé sao mà có được? Không có được, thế giấy trắng mực đen đây, chả lẽ ông bác sĩ ông ấy nói dối à? Vấn đề là sao con có em bé được á? Sao con có được? Tự nhiên đau. Thế giờ mình ngồi đây bây giờ nghe bố hỏi chuyện xem nào. Thế bây giờ mẹ yêu chưa? Yêu đâu mà yêu, ba khai thật đi, đang yêu ai? Ba không có cho con yêu mà yêu cái gì? Ba biết là ba không cho mày yêu rồi, nhưng mà bây giờ mày nói thật cho ba nghe. Bây giờ chuyện nó như thế này rồi. Bây giờ mày khai thật đi, bây giờ mày quen ai?
Quen ai? Quen ai mà bây giờ có bầu rồi này? Quen rất là nhiều người, bạn bè trong lớp, hàng xóm láng giềng. Tôi biết đang yêu ai? Không có yêu ai, yêu bà nhất. Bây giờ nha, ba không đùa nữa. Bây giờ bác sĩ bảo bây giờ con có bầu 2 tháng rồi. Ý là không sao mà con có bầu được. Bây giờ ông ấy bảo mày có bầu rồi bây giờ. Không lẽ ông bác sĩ bảo con chết là con chết hả? Phải biết sao mới có bầu được chứ. Thì bây giờ bà hỏi thật mày quen đang quen ai, đang yêu ai? Không có yêu, nãy giờ nói là không có yêu mà, không có yêu ai hết. Không yêu ai hết á? Không. Thì tự dưng mày có bầu được à? Mày vô lý đấy. Ủa yêu ai là có bầu hả? Tất nhiên rồi, bây giờ không. Chứ sao, nếu mà sao có bầu được? Hả? Sao có bầu được? Nếu mà có người yêu thì sao có bầu được? Có người yêu thì mới có bầu chứ. Thì mà có người yêu thì sao có bầu nữa? Hôm nay có người yêu là có bầu à? Thế bây giờ ba hỏi mày, bây giờ mày đang quen thằng nào? Không có quen, không có quen ai hết. Thì tại sao mày lại có bầu? Mày vô lý thế nhở? Bây giờ bác sĩ bảo mày có bầu rồi, bây giờ giấy trắng mực đen, vừa mới xét nghiệm xong, vừa mới siêu âm xong, bầu 2 tháng. Bây giờ nè, ba đừng có nói nè, có bầu là có em bé đúng không? Đúng rồi. Có em bé thì tại sao có em bé? Mày buồn cười, tại vì chúng mày đi nhau cái gì nữa rồi, tí mà không biết à? Là sao? Bây giờ. Thả tim? Không. Bây giờ khai thật. Bây giờ ba hỏi thật. Con đang yêu ai? Ba hỏi tới chết, con cũng không biết nữa. Con nói con yêu ba nhất đó, sao mà yêu bạn bè, thầy cô, bà con, láng giềng. Chứ người yêu thì con không có, con nói thiệt. Bây giờ tao đi tìm ông bác sĩ, tao hỏi tại sao ông khám nhầm cho mày được. Nhưng mà có em bé là phải yêu mới có hả? Dĩ nhiên rồi. Vậy rồi yêu rồi sao nữa mới có em bé? Chúng mày làm chuyện đấy. Bây giờ tao phải nói rõ ra cái chuyện đấy nữa à? Chuyện đấy là chuyện gì? Bây giờ ba hỏi thật, bây giờ đang quen ai và người đã quen mày là người như thế nào? Con nói thiệt với ba nha là này, con... Này, bây giờ ba nói chuyện nghiêm túc, không giỡn nữa. Con cũng nói chuyện nghiêm túc. Con nè, con không có quen ai, con cũng không có, con cũng không có tiếp xúc với mấy bạn nam trong lớp luôn. Con ghét mấy bạn nam trong lớp đó. Ba cũng biết từ đó giờ con chơi với đứa nữ không mà. Con đâu có chơi với ai đâu. Con đâu làm sao mà, nếu mà không tiếp xúc với mấy bạn nam làm sao mà yêu được. Cái người mà con tiếp xúc gần nhất là ba nè. Với lại cái thầy giáo sư thôi á. Thầy giáo sư dạy cho mình thôi á. Ông giáo sư á? Ờ. Tiếp xúc như nào? Thì thầy lại dạy xong rồi rủ con chơi trò chơi. Chơi trò chơi gì? Dạ. Ông ấy rủ mày chơi trò chơi gì? Thầy chơi xe sắp hình đó. Chết mẹ rồi, mẹ. Sao ba cứ chửi con hoài vậy? Mất tiền thuê thằng gia sư về nó hại. Chết rồi, thầy nói là con có được nói với ba mà con quên con nói với ba rồi. Nói cái gì? Thì nói chơi trò sắp hình. Rồi làm sao? Bây giờ sao ba? Bây giờ ba mày cũng chả biết mày làm sao bây giờ luôn ấy. 2 tháng, bầu 2 tháng rồi. Bây giờ phá cũng không được. Phá là sao? Phá là phá thai ấy. Bây giờ, phá thai là sao? Bây giờ ông gia sư đấy, ông dạy mày chơi trò xếp hình đúng không? Thế đúng rồi. Ê, ba không tin hả? Con nói thiệt, chỉ có con chỉ tiếp xúc một mình thầy thôi. Nếu một chút ba không tin là một chút thầy lại dạy nè. Thầy cứ hỏi, ba cứ hỏi thầy đi. Thế sao mày ăn gì mày ngu thế? Mày, ông ấy rủ mày xếp hình mày cũng xếp hình à? Ba cho nó vui mà, con thấy vui lắm á. Trời ơi, con ơi. Ngân ơi. Ngân. Dạ con chào thầy. Được rồi. Này, vào chuẩn bị sách vở rồi học luôn. Dạ. Chào anh ạ. Đi thầy. Đi vào. Đây có phải thằng mà dạy mày xếp hình đúng không? Trời ơi, thầy thế. Này, thầy... tôi nói cho anh biết này. Anh vừa gọi tôi là gì đấy ạ? Đúng không? Thầy. Có phải ông này dạy mày chơi xếp hình không? Thầy nói được cứ nói. Tôi dạy nhà anh bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ anh vẫn không biết tôi là gia sư con cho con nhà anh à? Thầy, con đi vô thầy vô liền nha thầy. Mệt rồi đấy. Ngồi đây. Ngồi đây. Dạ. Anh ngồi xuống, tôi nói chuyện với anh. Nói chuyện gì mà căng thẳng thế hả anh? Anh nghĩ gì khi mà tôi thuê anh về làm gia sư mà anh lại dạy con gái tôi chơi xếp hình? Thì con anh thiếu kiến thức thì mời tôi dạy về, dạy thêm kiến thức thôi. Và kém về môn hình học thì tôi dạy môn hình học. Con ngu mà. Thế tóm lại có phải ông này không? Phải thằng gia sư này mà
Thì có một mình thầy dạy con thôi, là thầy đó chứ lại. Mẹ thằng. Anh ơi, tôi hết sức nghiêm túc nha. Nào, vào lấy sách vở, xong rồi thầy vào dạy tiếp. Sách vở cái gì? Bây giờ tôi hỏi ông. Giờ tôi nói thẳng luôn với ông này. Con cái tôi có bầu 2 tháng rồi. Có bầu? Ờ. Anh đùa tôi đấy à? Đùa cái gì? Tại sao lại có bầu? Nhìn mặt ông tôi giờ. Bây giờ con gái tôi có bầu 2 tháng rồi, tôi mời ông lên đây dạy gia sư để ông dạy kiến thức cho nó. Anh nên thận trọng với những lời anh nói ra nhá. À, anh mời tôi đến đây dạy toán học và môn hình học cho con gái anh. Chứ tại sao bây giờ có bầu anh lại nhìn tôi với ánh mắt đấy là sao? Anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Có phải là do tôi không hay là do ai? Đợi tí. Ba lại hỏi lại mày lần nữa. Thế xếp hình là như nào? Hả? Thầy nói không có được nói ra. Nói bây giờ mày phải nói cho ba biết để ba còn giải quyết vấn đề này. Bây giờ cái chuyện này nó lớn như thế này rồi, mày hiểu không? Cái chuyện này nó lớn rồi, bây giờ con mới có 14 tuổi, bây giờ con có bầu, bây giờ ba phải hiểu được chuyện, bây giờ con phải nói rõ cho ba nghe. Đừng có la lớn, thầy sẽ la con. Thầy mới đầu thầy đụng chạm vô người con, xong rồi thầy kêu con lên giường, con nằm dưới thầy nằm trên. Rồi sao nữa? Muốn thế thôi á? Thì xếp, thì xếp hình đó. Thế có làm gì nhau nữa không? Làm nhiều lắm. Chó này mày. Này, anh nghiêm túc. Anh hãy thận trọng với những cái lời anh nói ra, hiểu chưa? Bây ai giờ, là chó? Bây giờ ông vào đây. Bỏ tay ra. Vào đây ba mặt một lời cho nhanh. Bỏ tay ra. Bây giờ có đúng là nó. Thề, chỉ có một mình thầy thôi. Cái gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Bây giờ nói thẳng ra là bây giờ mày làm con gái tao có bầu rồi. Tôi xin lỗi anh đừng nói từ mày tao ở đây. Anh mời tôi về đây, nếu không dạy thì thôi, tôi đi về. Anh đừng có... Mà phải nói là gia đình nhà anh rất rắc rối. Từ nay ấy, tôi sẽ không dạy gia đình nhà anh nữa. Không, cái gì? Ngồi xuống định yêu, hả? Bỏ tay ra. Giải quyết. Bây giờ... Anh mà hành hung tôi nhá, là tôi gọi công an đấy. Mày gọi luôn đi, mày gọi luôn công an đấy, tao báo. Rồi. Anh chờ đấy, tôi sẽ đi gọi công an. Đứng lại. Bỏ tay ra. Làm con gái người ta có bầu rồi mới thích điêu à? Bằng chứng đâu? Bằng chứng á? Bằng chứng đâu? Tao tin con bỏ gái. Tay ra đã. Bây giờ tôi tin con gái tôi. Anh cứ lấy bằng chứng ra đây, chúng ta sẽ nói chuyện. Bằng chứng à? Đâu bằng chứng đâu. Anh bỏ bằng chứng anh ra đây. Không có những cái lời nói của anh ấy sẽ là bằng chứng chống lại trước tòa. Khó. Anh và con gái anh ấy cứ ngồi đấy mà tìm bằng chứng đi. Khó thì bảo tôi. Vậy cuối cùng sao ba? Cuối cùng sao? Con thấy chuyện này vui lắm nha, nãy ba nói chuyện với thầy mà ba cười hoài luôn á. Cười thì bây giờ, nó mà kêu có bằng chứng bây giờ. Ba không có bằng chứng để bây giờ bạn không biết phải làm thế nào cả. Ba không biết làm thế nào, làm sao con biết được, ba là ba của con mà. Ba phải giải quyết được cho con. Ba, có bầu là có em bé đúng không? Giờ có em bé thì phải làm sao? Ý là có em bé là giống như là ngày xưa là mẹ con là có con đúng không? Bây giờ thì giờ làm sao? Là con phải có à, là có làm mẹ là phải có con giống như mẹ con. Trời ơi sao mày ngốc thế? Thì ngu mới mơ giáo sư đó. Cuối cùng là sao? Là giờ có em bé là sao? Rồi sao nữa? Rồi là mẹ là sao? 2 tháng. Ba suy nghĩ lâu quá, con mệt. Bây giờ, ba nghĩ là 2 tháng rồi đúng không? Tháng thì sao? Ý là sau này con sẽ có một đứa giống con hả? Đúng rồi. Rồi vậy rồi sao? Bây giờ ba nghĩ như này.
Thôi nếu như mà có con đứa giống con trong nhà này nữa thì nó sẽ dành ăn với con không thích đâu nha. Bây giờ mày bị mày bây giờ con có bầu 2 tháng rồi. Không thể nào mà bỏ được nữa rồi, con dại lắm con ạ. Nếu như mày dại thì giờ sao, chỉ cho khôn đi. Chứ đâu biết sao đâu. Bây giờ chỉ có đẻ chứ sao nữa. Rồi bây giờ bỏ đứa con đi à? Đẻ là sao? Bây giờ phải nuôi để đẻ. Đẻ là, thì nó nãy giờ con nói là đẻ là giống như là mẹ con là sinh cô ra đúng không? Nhưng mà con không có thích như vậy, con không thích có thêm đứa nữa. Không thích vẫn phải thích thôi. Thôi con không thích đâu. Bây giờ 2 tháng rồi không bỏ được, bây giờ con còn mới có 14 tuổi nữa. Không biết kiếp trước mình làm cái gì mà sao kiếp này gặp cái nạn này. Thôi. Thôi là sao, cuối cùng là ba giải quyết làm sao, chứ con có thích có gì, có bầu, có em bé gì đâu đó. Bây giờ mày nghe ba. Bây giờ thằng kia nó không nhận rồi, bây giờ ba cũng không thể nào ép được. Bây giờ mày đẻ, 2 tháng không bỏ được, bây giờ phải đẻ thôi. Bây giờ con nuôi đứa bé 2 tháng, rồi khi mà đẻ ra rồi thì ba sẽ nuôi nó, con lại đi học tiếp. Bây giờ tạm thời con sẽ nghỉ học ở nhà. Không thích nghỉ học đâu, tự nhiên con. Không, bây giờ không đi học được, bây giờ bụng bây giờ sắp to đâu, nơi rồi sao mà đi học được. Không to đâu, người ta thời gian kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mừng Lưu Đông đã hoàn thành được phần áp lực tâm lý và xin cảm ơn phần trợ diễn của diễn viên Kiều Ngân và diễn viên Nguyễn Lớp. Khó hả? Khó. Làm bố khó lắm, phải đâu chuyện đùa, đặc biệt là gà trống nuôi con. Và bây giờ sẽ là ý kiến đến từ chuyên gia tâm sinh lý tình dục học Phi Thanh Vân. Dạ, đâu, chị Vân muốn phát biểu trước ạ. Dạ, xin mời chị Vân. Em ơi, cảm ơn Hoàng Rapper. Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi? 26 ạ. 26 tuổi. 26 tuổi mà lấy giờ khi mà em vào vai ông bố á, chị nhìn chị không có thấy ra ông bố. Chị nhìn chị tưởng là hai đứa bạn học với nhau. Lúc mà em dẫn con em đi khám thai, chị nhìn chị tưởng là một cái cặp trẻ mà nó chưa đủ tuổi vị thành niên, nó lén lút dẫn nhau đi khám thai và phá thai ấy. Rồi ok, nhưng mà cái đó là về vấn đề cái cách mà em vào vai thôi, chị vẫn có thể châm trước được. Nhưng mà chị sẽ không chấm điểm cao đâu nhá. Tại vì chị không nhìn thấy ông bố. Chị không thích cách em sử dụng ngôn ngữ mà nó không được văn minh. Có thể là người Bắc của mình ở một số những cái vùng quê thì sẽ xưng là bố và mày, tao và mày. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, mà thậm chí là thủ đô Hà Nội, thì người ta cũng không còn xưng hô như vậy. Chương trình này là chương trình được chiếu ở trên đài truyền hình và khán giả cả nước coi. Lúc thì bố mày, lúc thì tao mày, lúc thì cha mày, lúc thì ba mày. Cuối cùng chị không biết cái ngôi nhân xưng thực sự em muốn dùng là cái gì. Và em đã sử dụng tới 2 lần chửi thề. Chết mẹ rồi. Sao vậy em? Mẹ nó đã chết rồi, không cần phải nhắc. Mà em nói chết mẹ mất công, bà cụ thân sinh ở nhà hắt xì hơi tội nghiệp. Thêm một phần nữa, em chửi gia sư thằng chó. Nhưng mà em thấy đã. Em thấy đã. Ừ, chị thấy đã, nhưng mà em xin lỗi. Nhưng mà em ức chế quá. Ừ, nếu như mình có con gái thì mình cũng tức. Nhưng mà đây là chương trình truyền hình. Dạ, dạ. Hiểu không? Hiểu. Ví dụ em có thể chửi thằng chó, để cho người ta tự tưởng tượng. Thằng chó. Đừng có khẳng định quá là thằng chó, nghe ghê quá. Thằng cờ hó cũng được mà. Ừ. Với lại như thế này này, ông bố trẻ ơi. Ông bố trẻ, bản thân ông bố trẻ không có được giáo dục về giới tính từ lúc ông bố còn trẻ cho tới tận thời điểm ông bố 26 tuổi. Xin lỗi ông bố. Bản thân ông bố cũng không được học về giáo dục giới tính từ khi ông bố còn trẻ cho tới bây giờ. Nên là ông bố cứ loay hoay hoài cái chuyện có quen thằng nào không, có yêu thằng nào không. Tại sao chúng ta không hỏi con bằng những câu hỏi tế nhị? Ví dụ như, có ai đụng chạm vào cơ thể của con không? Có người đàn ông nào dụ con cởi hết quần áo ra và đưa con lên giường, hay là hôn vào những bộ phận trong cơ thể của con không? Là ngay lập tức đứa trẻ nó hiểu liền. Nó đã không hiểu chữ tình dục, nó đã không hiểu chữ tình yêu rồi, nó đã không hiểu chữ yêu rồi mà.
mà cứ hỏi nó hoài cả chục lần như thế. Rồi lần sau có con rút kinh nghiệm nhé chưa? Còn một vấn đề nữa đây, bực mình lắm. Những cái gì đã liên quan về pháp luật, hãy để pháp luật xử lý. Những cái gì không thuộc về phạm trù của mình thì mình đừng đụng vào. Con em 14 tuổi có bầu, em cần có một bác sĩ về sinh sản và một luật sư đứng ra để làm việc này. Được chưa? Rồi, đó là giải pháp cho em. Xin cảm ơn giám khảo Phi Tinh Vân. Còn một vấn đề nữa, em biết tại sao em hành xử như vậy không? 26 tuổi đúng ra những việc này đã phải biết rồi. Nếu như em chịu đọc nhiều sách vở và thông tin trên báo, TV, trên mạng có nhiều lắm. Chị Vân không phải là thiên thần để cái gì chị Vân cũng biết, mà tại vì chị Vân cái gì cũng đọc mà thôi. Em rất đẹp trai, rất hot boy, rất nhanh, rất linh hoạt. Nhưng em bị thiếu chiều sâu sự tinh tế, thiếu chiều sâu về kiến thức, thiếu đi sự điềm tĩnh. Hãy trao dồi điều này ngay và luôn cho chị. Xin cảm ơn giám khảo Phi Tinh Vân. Còn với giám khảo Thuyền Mộc thì sao ạ? Thấy bạn tủm tỉm cười hoài luôn. Dạ em cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn bạn Lưu Đông. Nói thiệt luôn là cái tiết mục vừa rồi theo Tuyền thì nó không phải là một cái tình huống, mà chắc có lẽ là bạn đang cảm nhận nó là một cái tiểu phẩm nhiều hơn. Bởi vì Tuyền thấy là ở trong đây bạn diễn xuất khá là nhiều, và cái mà bạn đem đến là những cái nụ cười cho 403 vị khán giả ở đây, cho 403 vị giám khảo ở đây. Cái tiết mục của bạn nó mang tính chất giải trí rất là cao, cảm ơn bạn. Nhưng cái gì nó cũng có cái chữ nhân ha. Tôi không hài lòng khi mình là một người cha, con nó đã mất mẹ rồi mà kêu mày, mà đặc biệt là con gái nữa chứ. Xin lỗi luôn, ba Tuyền là một người công nhân bình thường, là một người ở nằm tầm trung lưu thôi. Nhưng chưa bao giờ kêu Tuyền bằng mày, kể cả những lúc nóng giận và đánh đòn. Cái điều đó không nên nha. À, còn cái nữa là cha gì mắc cười quá à. Tiếp nhận cái thông tin con mình có bầu mà giống như hề đó. Cái chọc cười người ta hoài. Nhưng mà được có một cái á, là bạn sợ lợi với con. Bạn coi con như một người bạn. Bạn cho con những cái giây phút vui vẻ, nhưng thiếu một chút xíu gọi là giáo dục giới tính. Không có chịu nói với nhỏ rõ ràng gì hết trơn, cứ nói né không à. Còn những cái mà không nên dạy là dạy. Chết mẹ ơi, chửi thề miết luôn. Nói chung á là cái cách xử lý của bạn hơi nông chút xíu. Còn nãy giờ tất cả những ý là chị Vân đã nói rồi. Cảm ơn Thương Mập. Cảm ơn. Nào, xin mời giám khảo Mỹ Cô Đăng Trinh chốt lại một câu nè. Trinh chỉ muốn bổ sung một chút thôi, tại vì khi mà bạn nhiều lần nói con gái của bạn là mày ngu quá, mày khờ quá, thì nội cái câu đó bạn cũng thấy đó là trách nhiệm của bạn. Tại vì có rất nhiều bậc phụ huynh sẽ nghĩ rằng kiến thức của con đi học con phải biết. Trong khi nãy giờ con cứ hỏi bạn liên tục làm sao để có bầu con, dày con sao có bầu. Có nghĩa bạn phải nhận ra ngay lỗ hổng kiến thức của bé, thì bạn phải là người dạy cho bé. Nhưng ở đây không biết là bạn đang trông chờ cái gì để tự bé biết. Sau đó thì bạn hành xử với người thầy á, nhìn về phía thực tế thì có thể hiểu được là bạn đang nóng giận. Nhưng nếu như mà gọi là biết suy tính trước sau thì rõ ràng bạn thấy bạn đã không có đầy đủ cơ sở để có thể nổi giận với người thầy. Trong khi nãy giờ nói chuyện với con, nói với con là xếp hình. Bạn còn dùng chữ xếp hình với con, trong đây đâu phải là một trò đùa. Bạn có thể ra ngoài bạn giỡn với bạn bè, bạn gọi nó là xếp hình, tại vì bạn biết là bạn bè bạn cũng đang hiểu. Còn đây con gái của bạn, cái hai người quy định với nhau cái chuyện đó là chuyện xếp hình, cái bạn ra bạn nắm cổ áo thầy. Trong khi rõ ràng bạn phải có một cuộc nói chuyện rất là rõ ràng với con gái của bạn, rành mạch chi tiết. Con gái của bạn dám nói với bạn là tới tháng con đã bị trễ tháng mấy tháng nay. Con gái của bạn rất thoải mái chuyện đó. Vậy tại sao rõ ràng bạn cũng có thể nói với con là xếp hình ở đây là gì, và còn đi sâu hơn nữa. Rồi sau đó bạn mới bắt đầu nói chuyện với người thầy phải trái và coi thái độ của người ta, sau đó mới bắt đầu nhờ tới pháp luật. Đó, Trinh nghĩ là hôm nay thì nếu mà so sánh ra thì Đông thiếu cả về sự tinh tế cũng như là kiến thức về giới tính, nên có thể cái đề này nó khó với bạn quá. Cảm ơn mời cô Lan Trinh.